Hello, xin chào năm trăm anh em đã quay trở lại với channel của em nhá. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác làm sao mà để cuộn được cái dây này về, các bác này. Cuộn dây này vào máy nhá. Bình thường các anh em cuộn dây phải đi mua vào cái đồ đúng không? Để cuộn vào máy nó mới chắc. Nhưng hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác là cách làm sao để cuộn dây vào máy thật chắc. Từ từ các cuộn dây mà các mua về nhé. Đây này, dây của em nó bị rối nhá. Em cuộn. Để em hướng dẫn các bác này. Đấy. Căng. Thì dây dây của mình nó phải cuộn làm sao nó căng thì nó không rối được ra. Đó, các bác nhìn chưa? Bình thường anh em mà cuộn lỏng ấy là nó sẽ rối dây ngay. Đúng không? Mà bung bung dây nó không được căng, là lúc đi đang đi câu mà nó rối dây là cái rất là mệt. Đấy anh em nhìn chưa? Anh em bây giờ nếu mà cứ cuộn không này đúng không? Không có cái gì cuộn thì rất dây rất là lỏng này. Em cuộn không thì rất là lỏng dây. Đấy, tay 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 của mình không thể nào giữ giữ được. Đó, các bác thấy không? À. Dây căng rất trùng, dây em lại cứng nữa. Nếu mà anh em quặn ở chân kiểu này nhá, đấy thì quặn nó sẽ siết chân rất là rát anh em này, mà quặn nó không êm. Đó, thu dây. Thế làm sao để cái dây này nó căng để anh em quặn đấy, mà để quặn dây như này căng thì đây em sẽ hướng dẫn các bác. Anh em nhìn nhá, đấy quặn rất là căng là và đều đấy, các bác thấy chưa? Thì làm sao để quặn được như thế này để dây nó chắc vào máy thì các bác hãy nhìn đây. Đây. Đây 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 là cách mà đấy, các bác nhìn nhá, đây rất là chắc và đều đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, mà hãy như em, các bác hãy như em quặn dây phải như thế này chứ các bác mà mua về dây các bác quặn được không làm sao mà nó chắc được. Các bác nhìn nhá, đấy lấy vợ phải lấy người vợ như thế này các bác nhá. Đấy chưa, cái câu thả lỏng một chút để cuộn dây nó hoài đấy. Đi cuộn dây anh em, mà cuộn dây để thế này thì dây mới không rối được. Cuộn không như các bác thì một mình cuộn một thào thì thổi dây rối ngay. Quá hãy như em này chưa đấy, thế dây chưa đấy, các bác thấy chưa mịn luôn. Quá nhìn cuộn dây của em này đấy, cứng đờ luôn, mịn luôn đấy đã. Vâng, có nhìn chưa này, bóp nó còn không vào, nên nét các bác xem nhá, bóp nó không vào, cứng thế này không ạ? Đấy, anh em thấy cách cuộn dây của em hay, em like, share, ủng hộ nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bác. Thank you. Yeah, đấy, thả thả cuộn dây cho chú. Thả thả cuộn dây cho chú, đấy, chắc nịch luôn. Ừ, thả tháo đây. Bye bye, hẹn gặp lại anh em nhá. Ok.